sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Chiến lược giá nào cho xe hơi VinFast? Là một nhà sản xuất xe hơi non trẻ, VinFast dường như sẽ không đặt mình ở phân khúc xe giá rẻ bình dân, thậm chí hãng này còn định hướng thương hiệu ở tầm giá hạng sang. Giá bán xe VinFast nhỉnh hơn các xe Hàn, Nhật cùng phân khúc nhưng lại cạnh tranh hơn các thương hiệu châu Âu như Mercedes-Benz hay BMW. VinFast đã phát ra thông báo tăng giá trên hai dòng sản phẩm xe hơi của hãng là VinFast Lux A2.0, phân khúc sedan hạng D và VinFast Lux SA2.0 dòng SUV 7 chỗ. Đây là bước đi khá ngược so với thị trường xe hơi ở thời điểm cuối năm, vốn đang ghi nhận nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá xe để kích cầu tiêu dùng. Cụ thể, với sự thay đổi giá mới thì VinFast Lux A2.0 sẽ có giá từ 1,099 cho tới 1,337 tỷ đồng. VinFast Lux SA2.0 có giá mới từ 1,530 cho đến 1,803 tỷ đồng. Riêng VinFast Fadil sẽ không có sự điều chỉnh giá. Nhỉnh hơn xe Hàn, Nhật, hạ hơn xe Âu. Là một nhà sản xuất xe hơi non trẻ, VinFast dường như sẽ không đặt mình ở phân khúc xe giá rẻ bình dân, thậm chí hãng này còn định hình thương hiệu ở tầm giá nhỉnh hơn so với các dòng sản phẩm thuộc các hãng Nhật và Hàn như Honda, Toyota, Hyundai hay Kia. Cụ thể, với mức giá 1,5 tỷ đồng cho tới 1,8 tỷ đồng của Lux SA2.0 dòng SUV 7 chỗ cao hơn hẳn so với các sản phẩm cùng phân khúc khác như Honda CR-V, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Thậm chí bản cao cấp của Lux SA2.0 còn cao hơn dòng GLC 200 của nhà sản xuất Mercedes-Benz vốn đang được định giá từ 1,7 tỷ đồng. Đối với dòng Fadil, cạnh tranh trong phân khúc xe nhỏ hạng A và Lux 2.0 phân khúc sedan hạng D của VinFast cũng đang có mức giá nhỉnh hơn hoặc bằng so với các đối thủ cùng phân khúc thuộc các thương hiệu xe Hàn hoặc Nhật trên thị trường. Tuy vậy thì so với các thương hiệu xe sang châu Âu như Mercedes-Benz hay BMW, giá xe VinFast có phần hạ hơn. Tăng giá nhưng vẫn lỗ. Đại diện của VinFast cho biết thời gian vừa qua đã chịu lỗ từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng trên các mẫu xe hơi bán ra. Cụ thể khoảng 267 triệu đồng đối với Lux A, 153 triệu đồng đối với Lux SA và 61 triệu đồng đối với Fadil. Đây là lý do mà VinFast quyết định điều chỉnh tăng giá sản phẩm. Tuy nhiên dù tăng giá thì đại diện phía VinFast cho biết hãng vẫn sẽ bù lỗ cho mỗi chiếc xe bán ra. Đối với việc định giá xe, VinFast cho biết đang kiên trì với chính sách 3-0, bao gồm không khấu hao, giá không tính lãi và không tính chi phí tài chính. Giá bán ra của sản phẩm chỉ đúng bằng giá thành sản phẩm cộng với chi phí bán hàng. Để chứng minh cho luận điểm của mình thì VinFast đã công bố cơ cấu giá thành của các sản phẩm xe hơi. Theo đó, hãng vẫn đang chịu khoảng 11.000 tỷ đồng chi phí khấu hao và chi phí tài chính đầu tư vào nhà máy, các khoản lãi vay đầu tư nhằm mục đích đưa đến mức giá tốt cho thị trường, kiên trì với mức giá 3-0 kể này. Nhà sản xuất xe hơi Việt Nam mới đây cũng đưa ra một chiến lược trợ giá cho khách hàng vay mua xe, bao gồm miễn phí lãi vay mua xe trong 2 năm đầu và trợ lãi thả nổi trong các năm tiếp theo. Như vậy thì mặc dù tăng giá bán nhưng VinFast vẫn chứng minh rằng khách hàng đang được hưởng những ưu đãi giá tốt nhất. Chịu lỗ để lôi kéo sự chú ý của khách hàng, chấp nhận lỗ vốn khởi điểm là phương pháp mà nhiều doanh nghiệp mới lựa chọn. Sau một khoảng thời gian dài khi thương hiệu ổn định về mặt danh tiếng và chất lượng thì công ty sẽ bắt đầu nâng giá. Lộ trình tăng giá tạo tâm lý khan hiếm. Việc nâng giá Lux A2.0 và SA2.0 được xem là động thái chia nhỏ lộ trình tăng giá ban đầu của VinFast. Dựa theo lộ trình mà hãng này công bố vào năm 2018, dự kiến thương hiệu ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành điều chỉnh giá bán cao hơn trong thời gian sắp tới. VinFast cho biết việc công khai lộ trình giá sản phẩm thể hiện tinh thần minh bạch và cam kết nghiêm túc đối với khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng chủ động chọn thời điểm mua xe hợp lý nhất. Đây có thể coi như một chiến thuật thúc đẩy người tiêu dùng mua sản phẩm trong giai đoạn vẫn đang được công ty trợ giá bán, tạo tâm lý khan hiếm. Tuy nhiên, việc tạo tâm lý khan hiếm ở một thị trường đang có nhiều sản phẩm cạnh tranh về cả thương hiệu, chất lượng và giá cả sẽ là những thách thức lớn của hãng sản xuất xe hơi Việt Nam. Bên cạnh đó thì các hãng xe ngoại vốn đã có bề dày lịch sử, có khách hàng trung thành. Trong khi đó, để chứng minh độ bền bỉ của một chiếc xe sẽ cần khá thời gian. Hiện tại thì tính từ thời điểm VinFast chào bán các sản phẩm xe hơi của mình, thời gian cũng chỉ khoảng trong 1 năm.
Trong một khía cạnh khác, từ bảng cơ cấu giá thành mà VinFast công bố, các dòng sản phẩm của hãng đang chịu một khoản lớn từ thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó là các khoản phí nhập khẩu linh kiện. Trong thời gian tới, nếu hãng này được hưởng các ưu đãi về thuế cũng như nội địa hóa thêm được các nhiều linh kiện, rút ngắn quy trình sản xuất thì cũng có thể giúp cho VinFast tính lại bài toán giá cả. Viettimes.vn, Độc Đáo TV tổng hợp với đưa tin. Đăng ký trải nghiệm miễn phí, lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0. Nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.